Tết sung vầy kết nối yêu thương là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của cấp ủy chính quyền các địa phương, tổ chức công đoàn của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công nhân, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Tam Điệp phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aurora tổ chức. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Lao động thành phố Tam Điệp đã trao 100 xuất quà Tết và 87 vé xe cho công nhân công ty có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn giày Aurora Việt Nam cũng đã vinh danh và trao thưởng công nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng năm, thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động gặp khó khăn, đồng thời khích lệ động viên đoàn viên người lao động làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp,